Kính chào quý vị và các bạn. Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị chính là tăng tỷ lệ cây xanh để điều hòa không khí, giảm khói bụi và mang lại cảnh quan yên bình. Hơn một năm kể từ khi chương trình trồng 1 triệu cây xanh được chính quyền thành phố phát động và thực hiện bài bản, đến mùa hè năm nay, màu xanh đã bao phủ nhiều tuyến phố của Hà Nội. Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đầu hè, tuy nhiên đi trên những con đường có nhiều cây xanh thì thật dễ chịu, cái nắng nóng dường như dịu đi. Có được kết quả này là do thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tăng cường trồng mới rất nhiều cây xanh như ở tuyến đường Võ Chí Công, đường Trường Chinh, hệ thống giải phân cách Nguyễn Chí Thanh. Những cây xanh mới trồng theo quy hoạch đã bén rễ hồi sinh, tỏa bóng mát giúp thành phố xanh hơn, đẹp hơn. Năm 2016, thành phố đã trồng được hơn 210.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 14.000 cây đô thị, đường kính lớn, trồng tại đảo giao thông, giải phân cách trên các tuyến đường, tuyến phố. Với mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh, trong năm 2017 này, thành phố Hà Nội đã và đang trồng gần 432.000 cây xanh các loại. Cũng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng tuyến phố xanh sạch đẹp, về phần mình, cư dân lại nhắc nhở nhau duy trì vệ sinh ngõ phố, chăm sóc những góc xanh ở khu dân cư, giữ gìn trật tự lòng đường vỉa hè, từ đó hình thành nếp sống văn minh đô thị. Câu chuyện mà chúng tôi ghi lại ở quận Long Biên làm ví dụ. Những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với người dân tuyến phố Trường Lâm, phường Đức Giang. Cách nhật, bà Chiên cùng với các bà các chị trong chi hội phụ nữ số 7 lại sắn tay dọn dẹp, chăm tưới cho những bồn hoa thảm cỏ, làm xanh thêm khu phố. Kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, những tuyên truyền viên tích cực này đã góp phần thay đổi diện mạo phố phường. Nhất là các hộ kinh doanh, trước đây thường thiếu ý thức, thì nay đã hình thành nếp sống đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữ gìn trật tự vỉa hè lòng đường. Chi hội phụ nữ chúng tôi là đã duy trì đến từng hộ gia đình, vận động các gia đình, các cửa hàng ăn uống, nhà hàng là chuyến cua 6 giờ sáng là 1, 6 giờ tối đưa rác ra và chuyến cuối cùng là 10 giờ đêm thì không còn rác đọng ở trên phố nữa. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa phụ nữ và các đoàn thể cũng khiến cho các phong trào của quận trở nên hiệu quả. Ngoài ra, các tổ tự quản hoạt động tích cực đã góp phần giám sát tình hình vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại từng khu dân cư. Hàng tuần các tổ tự quản này sẽ giám sát về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng như tuyên truyền vận động nhắc nhở các hộ. Trong đó thì các tổ tự quản sẽ có báo cáo lên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Từ đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ phối hợp cùng với các đoàn thể, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, cựu chiến binh để tuyên truyền vận động nhắc nhở các hộ vi phạm. Với mô hình sống xanh và biến rác thành tiền, trong năm qua, môi trường sống tại các khu dân cư của phường Đức Giang, quận Long Biên đã được cải thiện rõ rệt. Lòng nhiệt tình cộng với sự kiên trì của những người phụ nữ đã biến những tiêu chí về môi trường tưởng chừng xa vời, khó khả thi, trở thành nếp sống trong đời sống, góp phần đưa Long Biên trở thành địa phương dẫn đầu thành phố về môi trường sạch đẹp, văn minh. Xin được chuyển sang một số tin tức mà phóng viên chúng tôi mới cập nhật. Đường thì rõ rộng, cũng không phải khung giờ cao điểm, nhưng rất nhiều phương tiện, từ xe máy đến ô tô đều vô tư đi vào làn đường vốn dĩ dành riêng cho xe buýt. Không chỉ lấn làn, nhiều người còn ngang nhiên đi ngược chiều, phóng vun vút trên làn đường này mặc cho xe buýt thường xuyên nối đuôi nhau ra vào bến. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến trên trục đường Yết Phụ, đoạn từ nút giao với đường Thanh Niên tới gần bến trung chuyển Long Biên. Có lẽ do không có bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông, những người không có ý thức không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn đang cản trở hoạt động của xe buýt. Khu tái định cư dự án đường sắt Nhổn ga Hà Nội, đoạn qua tổ dân phố số 3 phường Xuân Phương. Đường cao hơn nhà. Không khó để nhận ra, những căn nhà đã xây trước thời điểm con đường này hiện hữu. Tuy nhiên, dường như khi thiết kế và thi công con đường này, người ta đã bỏ quên đi chi tiết đáng lưu tâm đó. Cốt nền đường cao hơn cốt nhà dân. Rất nhiều bất tiện đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày của cộng đồng dân cư ở đây. Khi mà đường chưa làm xong, một số nhà đã biến thành hầm. Thông tin thêm về khu dân cư nằm thấp hơn đường ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm sẽ được Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp nói kỹ hơn trong chương trình ngày mai. Đến đây chuyên mục Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp xin khép lại. Quý vị có thêm thông tin xin gửi về hòm thư của chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp tv@gmail.com hoặc gọi tới đường dây nóng 0438 355 797. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai.